Xin chào mọi người, hôm nay bên Vương Moto sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc Kangoo 250 đời 2018 nha. Cái này biển số chính chủ, xe còn rất mới, rất đẹp. Xe đã vô cái hai cặp đèn phía trước, đi ban đêm rất là sáng. Xe này kiểu dáng thể thao, rất là ngầu. Sài Gòn rất đẹp nha, chỉ đi mấy ngàn cây số thôi à. Đây, cái này phân khối của nó là 250 nên chạy là rất là mạnh. Đồng hồ điện tử có gắn phụ kiện để cái điện thoại khi đi xa. Xe này lên cái bô SC này, xe rất là mạnh nè, rất là bốc luôn. Xe này lên phượt rất là ok. Xe rất đẹp nha mọi người. Ai có nhu cầu liên hệ tới số điện thoại 0906 859 709. Mình ở hẻm 143 đường Phan Anh. Giá của nó là 40 triệu.